Vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác và anh chị nha. Sáng hôm nay thì em Trường vừa chốt được hai mẫu xe. Một anh trai ở Bình Phước đã hẹn em hồi trước Tết rồi nha. Lúc mà trước Tết anh đã hẹn em là mua một con xe bên em, nhưng vì kinh tế gia đình ảnh là lúc đó là chưa có bán được đất, hẹn qua năm. Thì hôm nay là em chiếc xe này hôm trước em quay clip nè, 209G nè. Đó là em chốt ảnh luôn. Đó, em quay clip lên là anh chốt, rồi bữa nay anh xuống nha. Đó thì đúng như hẹn luôn. Anh hẹn hôm qua xuống em đón rồi em chốt cho ảnh luôn. Innova G209 và Bù Đăng Bình Phước nha cả nhà. Anh rất là uy tín luôn. Sau khi xem clip thì anh em đã bàn bạc trao đổi với nhau. Nói chung trường hợp này cũng rất là tội luôn. Ảnh dặn xe em từ trước Tết cơ. Ảnh là một tài xế lâu năm. Hôm nay là ảnh chính thức có được con xe đầu tiên trong cuộc đời của ảnh, tự làm chủ luôn nha. Ảnh đi xe máy lúc 5 giờ sáng nha cả nhà. Đó, anh này đó. Anh có xem clip, đúng clip này thì like cho em nha anh trai. Ảnh vừa khởi hành về nhà luôn. Innova G209 đó, anh em đang kiểm tra bóng đèn nè, kiểm tra lại bóng đèn hết, bắt bóng thay nhớt miễn phí cho anh luôn. Ảnh đi về nha cả nhà. Đây, chúc anh về đi tốt dùng bền, vạn dặm bình an. Con xe này em sẽ cầu mong mang lại nhiều lộc lẽ đến cho anh và gia đình, để cho anh có một công việc mới, tự do làm chủ bản thân nha. Và đây là trường hợp anh khách này mua cái ngày 29 Tết nha cả nhà. Anh mua cái chiếc xe Innova biển 43 đời số tự động, anh cọc em 5 triệu nè cả nhà, thấy không? Đó, hôm nay em vừa quê vào thì ảnh lên lấy xe. Đúng như lời em Trường tải, ảnh đang tiến hành thanh toán tiền cho bên em. Đó, thanh toán tiền nha. Rồi ảnh thanh toán tiền. Em quay clip thì nó bị ngang điện thoại, cả nhà chịu khó xem giùm em nha. Rồi anh em đang sửa soạn xe cộ để chuẩn bị bàn giao cho ảnh nha. Innova bản V, số tự động nè, đời 2014 nha. Em để cho ảnh cái giấy rất là yêu thương luôn, chưa tới 390 triệu nha. Đấy, Innova V đời 2014, xe một chủ từ đầu bao chích hãng. Anh trai đã mua về đi hãng test rồi nha. Đó, nói chung bên em Trường bán xe là khách hàng có yên tâm, thuận mua vừa bán, không cọc cạch gì hết, thấy chưa? Anh ưng quá, anh chuyển cọc luôn, đúng ngày 29 âm lịch luôn, 29 tháng chạp. Đó, hôm nay anh lên nhận xe, đúng như em Trường tải xe, anh đã nhận xe về ngay. Nói chung con người mình nói làm ăn uy tín thì khách hàng muôn nơi tìm đến nha cả nhà. Đấy, thì em cũng xin chúc anh và gia đình đi tốt dùng bền, vạn dặm bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, năm mới gặt hái nhiều thành công. Đấy, cả nhà thấy chưa? Đấy, anh đang đi con xe của ảnh là biển 67 An Giang luôn kìa. Đấy, anh lên lấy xe mẫu xe này nha. Quý khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ thì hãy nhanh tay alo với em Trường để sở hữu nha cả nhà. Bên em Trường có rất nhiều mẫu xe từ 4 đến 7 chỗ nha cả nhà. Giá thành luôn luôn giá tốt nhất cho cả nhà luôn.